Thỉnh đậy chúng ngồi. Đậy chúng mở kinh văn trang 14. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Liên Chi Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Chi Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Chi Hải Hội Phật Bồ Tát. Phật nói kinh A Di Đà chính tự tôi nghe một đời lương văn ở nơi sở về nơi vươn lòng cầm khổ đau cay của tài tử thì đã cùng với các mừng đại thi kiều tăng 1.250 vì đều là những bậc đại ở là hạn chúng đều quen biết như trường lớp xa lời Phật Ma Ha Mô Kiền Liên Ma Ha Ca Diệp Ma Ha Ca Triệt Diệp Ma Ha Câu Y La Ni Bà Đà Chú Lợi Văn Đà Già Đăng Đà Hà Đạt Na Hô La Kiều Vang Bà Đề Thân Đau Lư Và Là Đoà Ca Lô Đà Di Ma Kiều Thần Đà Bắc Câu La Hà Đô Lâu Đà Và Con Có Nhiều Ca Đệ Tử Ngã Cũng Như Đệ Đưa Đây Có Ca Vi Bồ Tát Là Văn Đô Sơ Lợi Và Vương Tử A Dân Đà Bồ Tát Căn Đà Hà Đệ Bồ Tát Thương Tinh Điện Bồ Tát Cùng Với Bồ Lâm Trợ Đại Bồ Tát Đồng Hành Như Thế Ca Bồ Đề Thị Và Ca Bồ Tát Chúng Với Quyền Thuộc Đồng Công Kê Xuyên Tiêu Đến Pháp Hồi Bây Giờ Đủ Phật Bao Với Chẳng Lâu Xa Lời Phật Rằng Về Phía Phương Tây Cánh Đây Hơn Mười Bốn Tử Cõi Phật Có Một Thế Giới Tên Là Cực Lạc Cõi Đó Có Đức Phật Hiệu Là A Di Đà Hiện Năng Việt Xa Lời Phật Này Vì Sao Cõi Ấy Tên Là Cực Lạc Vì Chúng Sinh Trong Cõi Đó Không Có Những Nỗi Chỉ Toàn Là Niềm Vui Bởi Thế Cho Nên Tên Là Cực Lạc Lấy Nữa Xa Lời Phật Cực Lạc Có Bảy Lần Bao Lần Bảy Lần Lưỡi Răng Bảy Lần Hàng Cây Toàn Bằng Bốn Bao 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 Xung Quanh Bởi Thế Nước Kia Tên Là Cực Lạc Lấy Nữa Xa Lời Phật Cõi Nước Cực Lạc Có Ao Thần Bao Trong Ao Đầy Đủ Nửa Tam Công Đức Ở Dưới Đây Ao Thuần Bằng Cạn Vàng Để Trải Làm Bốn Bể Nương Đi Toàn Bằng Vàng Bạc Lưu Ly Pha Lê Tạo Thành Trên Có Lâu Gạt Cùng Toàn Bằng Vàng Bạc Lưu Ly Pha Lê Xa Ngư Xích Cho Ma Đạo Trang Dự Tình Nghiệm Hóa Xét Trong Ngơ Lớn Như Bệnh Dê Máu Xanh Anh Sang Dây Máu Vàng Anh Sang Vàng Màu Đỏ Anh Sang Đỏ Màu Trắng Anh Sang Trắng Hương Thơm Ly Diệu Màu Nhiễm Và Tình Kiệt Xa Lời Phật Ơi Cõi Nước Cương Là Thành Tựu Như Vậy Là Do Công Đức Nào Thành Trang Nghiệm Lấy Nước Xa Lời Phật Cõi Vất Nơi Kia Tương Nổi Nhạc Trời Đất Băng Vàng Rồng Ngay Đến Sau Thời Kiếm Nơi Trời Như Mưa Xuống Hóa Bạn Đà Là Chúng Sinh Cõi Đó Thương Khi Sáng Sờ Lấy Những Nghi Cây Đứng Cao Hòa Thượng Đi Cùng Vương Gia Mười Bốn Đầu Phật Kim Đến Giao An Liên Về Được Mình Ăn Xong Cơm Đưa Đi Giao Thành Đời Xa Lời Phật Ơi Cõi Nước Cực Là Thành Tựu Như Vậy Là Do Công Đức Tạo Thành Trang Nghiệm Rồi Lại Còn Đưa Xa Lời Phật Ơi Cõi Nước Cực Lạc Có Nhiều Loài Chim Mau Đem Về Là Như Chim Mạc Trăng Chim Vẽ Chim Công Chim Xa Lời Chim Ca Lăng Đơn Gia Chim Cộng Mây Những Loài Chim Mây Ngày Đêm Sầu Thời Tiếng Hót Hát Vui Thương Duyên
nội và ngũ căn ngũ lư thân bồ đề phật bất thanh đạo phật và nhiều pháp khác cũng như thì nữa chúng sinh coi đó nghe tiếng này rồi thấy đều niệm phật niệm phật niệm thân xa lời phật ơi ông cho rằng những lời xin bày thân vì tôi mơ mà vậy sinh ra vì sao lại thế vì tôi vẫn đời kia không còn có ba đường xa lời Phật ơi coi Đức Phật Đô Cai Tế Na đâu con không hề có huấn chi lại có ở đâu thật ư những lời chim bay là do Đức Phật ở gì đã muốn cho tiếng pháp chuyện tham khắp nơi mà biến hòa ra xa lời Phật ơi coi Đức cơ làm gió yêu yêu tôi những hát cây bao những lời ngọc rằng rung đông và xa đồ tiếng nhiệm mơ những là trong nghĩ nhớ khi hóa quyền vào nhau người nghe tiếng đó từ như vui mừng sinh lắm cũng vinh niềm và niềm và niềm tăng xa lời Phật ơi coi đúng nơi kia thành tựu như vậy là do công đức tạo thành chẳng nghiêm xa lời Phật này yêu thế nào được phần đời kia vì sao yêu đã thì đã xa lời Phật không thể dùng phép tình để mà biết được chỉ có thể nói là nhiều vô lượng vô biên là tâm khi mà tôi xa lời Phật này chúng sinh nghe rồi thời đêm vang nguyên nguyện xin rằng đây là vì để sao vì được cùng với các bậc thượng thiên như thế hối hò một nơi xa lời Phật này chẳng thể lấy chút ý thiên căn phùng đường nhân duyên mà được sinh sớm coi được kia đâu xa lời Phật này đều có thiên âm tự thiên tự nhận nào được nghe danh nhiều qua đức và là gì đã do giống hoa lòng truyền niệm tổ chỉ vắng một ngày vắng hai ngày vắng ba ngày vắng bốn ngày vắng năm ngày vắng sáu ngày vắng bảy ngày bồ lòng tâm không tạm loạn người ấy đến khi tâm chung đỡ được và là gì đã và cả thấy chung hiện ra trường mặt người đó tâm chung tâm không điền đạo cơ lạc của Đức Phật A Di Đà xa đời Phật ta thấy lời như thế cho nên đòi thế nếu có chúng sinh nghe lời nói ấy thì nên vang viên sinh xa được kia xa lời Phật này như ta hôm nay kinh người công đức lợi ích chẳng thể nghi ban của Đức Phật A Di Đà thì bên vương đông cũng có được ra xu về Phật Đô Di Tâm Vân Đại Tô Di Phật Tô Di Quang Vân Diệu Ẩm Phật còn như vân các như các sầu hàng cũng như thế nữa đều ở được mình hiện ra thương lời dạy trong che âm ba nghìn đại thiên để rồi nói lời đánh lương rằng chúng sinh cả người nên tính kinh này là một bản kinh tam tân công đức chứng xét nghi vấn và đưa lễ thay chư bảo hộ niệm xa lời Phật này thế giới phương nam có đồng nhân nguyện đồng phật danh văn quang vân tại diệm kiệt phật tu di đăng vân vô lượng tinh điển vân còn như vân các như cả sông hằng cũng như thế nữa đều ở đồng mình hiện ra tương lai dài dòng che gặp ba nghìn đại thiên để rồi nói lời thanh lương rằng chúng sinh gặp người nên tin kinh này là một bản kinh tạng tạng cũng được chẳng xem nghi văn và được hết đại chư vô hộ niệm xa lời phật này thế giới phương tây có được vô lượng thọ phật vô lượng tướng phật vô lượng chẳng phật đại quang phật đại minh phật bao tướng phật tịnh quang phật còn như văn các như các sông hằng cũng như thế nữa đều ở đồng mình
kiếm xa lời Phật này thế giới vương vấn có tư diệm kiện và tôi đang âm vân đang trừ phần nhân sinh vân phòng mình và còn nhớ vân các như cả dòng hàng cùng nhớ thế nữa đều ở được mì hiện ra tương lai dài dòng che gắn và nghìn đại thiên thể rồi nơi lời đây đưa rằng chúng sinh cả người đến thinh kinh này là một bản kinh tam tạng cùng được cha diễn nghi văn và đời đây trừ bầu hồ niệm xa lời Phật này chỉ bao phân còn nhớ vẫn cao như cả sông hương cũng nhớ thế nữa đều ở được hiện ra từng lời rơi dòng che cảm và kinh đại điện để rồi nói lời đánh lưng rằng chúng sinh cả người nên tín kinh này là một bản kinh tán thân cùng được chẳng sẽ nghĩ văn và đời đây chứ vẫn hồ niệm xa lời vật này thế giới được vâng có được và vâng và tôi vâng và hương thường và hương quang vân đại diệm kiện và xa la tô văn văn bảo hòa tử và kiên nhẫn thiên nghĩa văn nhớ đủ di sản và còn nhớ văn cao như cả dòng hàng cùng nhớ để đưa đều ở được mình hiện ra tương lai dài dòng che gắm ba nghìn đại điện để rồi nói lời đánh đưa ra chúng sinh cả người nên tính kinh này là một bản kinh đàn đàn cùng từ chẳng sẽ nghi vấn và đưa về thầy chư vô hồn niệm xa lời Phật này y ông đề đạo vì sao kinh này gọi là sâu điểm kinh xa lời Phật nếu có thiên âm tư điện tư nhận nào được nghe kinh này mà tổ trì đạo tùng và nghe danh hiệu của cả được Phật bỏ lòng chuyên nhớ thì kiên tâm tư điện tư nhận này nếu đưa nghe thầy chư văn hồ niệm chẳng còn thầy trên đời đạo vô thượng chính đạo trình ra bởi thế cho nên xa lời Phật thời theo không nên tin lời ta và lời của cả được Phật đã nói xa lời Phật này nếu có người muốn văn nguyện sinh sang coi được qua được phật là gì đâu ấy đã văn nguyện ai đang phật ai sẽ văn nguyện đi những người ấy không còn thời trên ở coi được kia những người hoặc đang sinh về hoặc đang sinh về hoặc sẽ sinh về thì được chứng đỡ đạo qua vô thượng chính đạo chỉ ra bởi lẽ cho nên xa lời văn nơi đều có thiên âm nữ thiên nữ nhận nào phải cởi lòng tin đi nên văn nguyện sinh ra được kia xa lời phật này như ta hôm nay chẳng diễn nghi văn của cả được Phật thì cả được Phật cùng lại khen người công đức chẳng diễn nghi văn của ta mà nói rằng đưa bác thì ca mâu ni làm được những việc rất khó ngay giờ ngồi xa ba gắm cô có năm mà chưa kiếm chưa kiến chưa biết đâu chưa chúng sinh chưa mình trường thù để mà chẳng đưa ta qua vô thượng chính đăng chính ra lại vì chúng sinh nói ra pháp ấy là pháp bên thay thế gian khó tin xa lời vật này để mẹ ta ở coi đời có năm mà chưa dân có năm nay thế mà làm được nên đã dừng đưa đạo qua vô thượng chính đã chính ra lại vì đây thế gian lời ta có tin từ là việc khó khi từ phần nói kinh đấy rồi tìm ngay xa lời vân và cơ tỷ thiếu thiên nhà tu la và cả khỏi cả nghe nơi vẫn dạy vui mừng tin nhớ định lễ rồi rồi căn bản nội kinh ở gì đã căn bản thân cho dễ đây thay đổi cho đỡ dễ về tình độ nam mô a di đà và già đa ta già đa già đa địa già đa di di đồ bà thi a di di đa thân ta bà thi a di di đa thi ca lan đề a di di đa thi ca lan đa già di di già già đa chi đa ca lê sa bà nam mô a di đà phật già đa ta già đa già đa thiên già đa a di di đồ bà thi a di di đà tu đà phật a di di đà di ca lần thế a di di đà di ca lần đa già di nhị già già đa chi đà ca lê sa bà nam mô a di đà phật già đa ta già đa già đa thiên già đa a di di đồ bà thi a di di đà tu đà phật thi a di di đà di ca lần thế Oh, time,
142. Sa bà ha, an ba la ma lần na lên sa bà ha.
đa ra an mong bồ đề di ra đa đi đan đa ngã đa ra an tam muội ra đan đa phạm an tam muội ra đan đa phạm an tam muội ra đan đa phạm nam mô sa ba đan đa di đồ quán lu chư ti an san bồ la san bồ la hùng nam mô sa ba đan đa di đồ quán lu chư ti an san bồ la san bồ la hùng nam mô sa ba đan đa di đồ Solo bola solo sabo namo solo boye danda he doye danjuta an solo solo bola solo bola solo sabo namo solo boye danda he doye danjuta an solo solo bola solo bola solo sabo namo solo boye danda he doye danjuta an solo solo bola solo bola solo sabo namo solo boye danda he doye danjuta an solo solo bola solo bola solo sabo namo solo boye danda he doye danjuta an solo solo bola solo bola solo sabo namo solo boye danda he doye danjuta an solo solo bola solo bola solo sabo an dam 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 Hãy subscribe.
kính bát nhã ba la mật đà khí ngài quan tự tại bồ tát tương anh sâu xa và bát nhã ba la mật đà ngài soi thấy năm muôn điều còn liên đô la đề tại bồ anh nay ông xa đời từ sáng sáng gương 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 chẳng gần xa xa tương la gương gương tương là xa đô tương anh tương cũng đều như thế nay ông xa đời từ tương ông có hoài vẫn không gì không diệt không nhớ không say không thêm không cho nên trong chân không không có xa không có đô tương hình từ không có mặt tay mũi lưỡi thân không có sợ thành cơ vì dù và không có nhân rơi cho nên không có ý tưởng rồi không có vô minh không không có cái vô minh cho nên giờ chết không không có cái giờ chết không có có tâm diệt đau không có chỉ để không không có chứng đau vì không có chỗ chứng đau vô ta đi theo bát nhã ba la mật để tâm không ngần ngại vì không ngần ngại để không sợ ai xa mong thử thiền đau đã ta kêu kỳ địa bạc chờ bất trong ba đời không nghĩ vào bát nhã ba la mật mà đâu đâu vô thường chỉ đừng chỉnh ra cho nên biết bát nhã ba la mật là đây thân chủ là đây mình chủ là vô thường chủ là vô đẳng đẳng chủ chờ đợi hết tay gõ ra được không vì vậy nói sơ bay chủ bát nhã ba la mật đã liền nói bài chủ rằng yên thế yên thế ba la yên thế ba la đẳng yên thế vô đế đẳng ba la ma bát nhã ba la mật đã yên thế yên thế ba la yên thế ba la đẳng yên thế vô đế đẳng ba la Yeah.
Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
109. Đại chúng mở kinh văn trang 109. Để nhớ Hey, hey, hey.
trí hội Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Liên Trí Hội Bồ Tát Ma Tát. Lên sáng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.